Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn cùng đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Do tạp chí Culture Magazine thực hiện, đây là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt đầu tiên tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin tối thứ ba ngày 5 tháng 9 mở đầu với phần tin Canada. Và để ủng hộ cho kênh, xin quý vị đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thành phố Montreal đưa ra cảnh báo nhiệt do nắng nóng tới 42 độ C. Một khối không khí nóng và oi bức tràn xuống tỉnh bang Quebec đã khiến cho Bộ Môi trường Canada đưa ra cảnh báo nắng nóng và đóng cửa một số trường học sau kỳ nghỉ lễ Long Weekend. Nhiệt độ nóng như mùa hè đang ảnh hưởng đến phần lớn của tỉnh bang và khuyến cáo thời tiết sẽ đặc biệt nóng trong ngày thứ ba và thứ tư. Nhiệt độ dự kiến sẽ lên tới 30 độ C ở các khu vực bị ảnh hưởng, bao gồm Montreal, Laurentians và Gatineau. Theo Bộ Môi trường Canada, độ ẩm có thể khiến cho thời tiết có cảm giác nóng tới 42 độ C. Bộ Môi trường Canada cho biết là nắng nóng thậm chí là có thể kéo dài đến thứ năm và thứ sáu ở các vùng cực nam của tỉnh Quebec. Center the Services scolaires au Cour de Valley, một hội đồng trường học ở vùng Ottawa, đã đóng cửa tất cả các trường tiểu học và trung học do tình hình thời tiết vào hôm thứ Ba, các lớp học cũng đã bị hủy bỏ tại Eco Secondaire de Montagne, một trường trung học ở Boucherville nằm ở phía nam Montreal. Trung tâm dịch vụ Scolaire de Patriot cho biết họ sẽ đánh giá lại tình hình vào cuối ngày. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục tỉnh bang Quebec là Bernard Drenville cho biết điều kiện thời tiết hiện tại rất bất thường và mỗi trường phải đưa ra các biện pháp thích hợp. Ông nhắc nhở các bậc phụ huynh hãy mang theo bình nước cho con mình, đồng thời khuyến nghị nghỉ giải lao thường xuyên để học sinh có thể uống đủ nước. Nhiều trường học ở tỉnh Quebec đã cũ và không có máy điều hòa, trong khi các trường học mới đang trang bị hệ thống thông gió cơ học. Tỉnh bang này có kế hoạch xây dựng 150 trường học mới trong những năm tới. Nắng nóng bất thường trong tháng 9 gây ra mối đe dọa bão nghiêm trọng ở tỉnh bang Ontario và Quebec. Sau khi nắng nóng gây gắt trong ngày ấm nhất trong năm với nhiệt độ ban ngày tăng vọt lên tới hơn 30 độ C vào thứ hai, cái nóng bất thường của tháng 9 sẽ tiếp tục bao trùm phần lớn của tỉnh bang Ontario và Quebec. Hầu hết các khu vực ở miền nam tỉnh bang Ontario đã có nhiệt độ thấp nhất là 30 độ C trong ngày thứ ba liên tiếp vào thứ ba hôm nay. Và với độ ẩm thì nhiệt độ còn lên đến 40 độ C. Một sự thay đổi mạnh mẽ sắp xảy ra vào giữa tuần mang đến những mối nguy hiểm về thời tiết khắc nghiệt cũng như là nhiệt độ giảm đáng kể. Vào thứ tư, có mối đe dọa dông bão trên hầu hết tỉnh bang Ontario và Quebec khi hệ thống bão tiếp cận từ Michigan. Lượng mưa lớn và có thể xảy ra lũ lụt cục bộ trong các cơn bão có thể nghiêm trọng kéo dài suốt buổi chiều và buổi tối. Những cơn giông bão dữ dội rất có thể xảy ra ở gần bồ hồ Superior và vịnh Georgian, kéo dài về phía đông bắc đến phía tây của tỉnh Quebec. Một số cơn bão mạnh hơn cũng có thể di chuyển qua vùng nông thôn và miền nam của tỉnh bang Ontario. Các cơn bão cũng sẽ quét qua khu vực Greater Toronto, GTA, từ cuối thứ tư đến thứ năm thứ năm thì thời tiết nhiều mây mưa và bão ở toronto ottawa montreal và các vùng lân cận Bạn đang muốn mua hoặc bán bất động sản? Chúng tôi là Thông Nguyễn với hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng nhà mới và sửa chữa nhà. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những lời khuyên thiết thực và kinh tế nhất cho tất cả nhu cầu bất động sản của bạn. Kiến thức thị trường, tận tâm và chuyên nghiệp. Hãy liên hệ Thông Nguyễn Công ty Home Life để mua và bán một cách tự tin. Điện thoại 905 920 1463 Ngân hàng Canada đang đối mặt với nhiều áp lực chính trị yêu cầu giữ nguyên lãi suất. Hai thủ hiến đã gửi thư tới thống đốc ngân hàng Canada, ông Tim McClellan, kêu gọi ngân hàng trung ương hãy ngừng tăng lãi suất trước quyết định lãi suất tiếp theo vào thứ Tư. Thủ hiến Ontario Doug đã gửi một lá thư vào hôm Chủ nhật nói rằng các gia đình và doanh nghiệp không thể chịu đựng được tác động nặng nề của việc tăng lãi suất hơn nữa, lặp lại bức thư mà thủ hiến British Columbia là ông David Eppie đã gửi vào hôm thứ Năm. Phó giáo sư và giám đốc sáng lập trường chính sách công Maxwell của Đại học McGill Christopher Regan nói rằng thật không may khi các thủ hiến cảm thấy rằng việc gửi những bức thư này là hữu ích. Về các thủ hiến gửi thư cho thống đốc luôn mang lại yếu tố chính trị cho cuộc tranh luận. Ngân hàng Canada là một tổ chức độc lập nhận được ủy quyền từ chính phủ liên bang và chịu trách nhiệm duy trì mục tiêu lạm phát ở mức 2%. Họ sẽ đưa ra quyết định lãi suất tiếp theo vào thứ tư này và được nhiều nhà kinh tế dự đoán là sẽ giữ lãi suất chủ chốt ổn định khi nền kinh tế bắt đầu suy thoái dưới sức ép của lãi suất cao hơn, trong mùa hè ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang thực sự chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và tổng sản phẩm quốc nội thực tế bất ngờ giảm trong quý 2. Những dấu hiệu này đã thuyết phục hầu hết các nhà dự báo rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất cơ bản ở mức 5%, mức cao nhất kể từ năm 2001. Lãnh đạo đảng bảo thủ ông Pierre Poliev đã chỉ trích Ngân hàng Canada về phản ứng chính sách của ngân hàng này đối với đại dịch COVID-19 và thề sẽ sa thải ông McClellan nếu đảng của ông thành lập chính phủ. Trong khi đó, lãnh đạo NDP ông Jamit Singh đã lập luận rằng cách tiếp cận lạm phát của Ngân hàng Canada là sai, gọi lãi suất chủ chốt của họ là một công cụ cùn. Cool. Các chỉ trích chính trị đã làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp vào Ngân hàng Canada và đặt ra câu hỏi về cách các quan chức được bầu nên tiếp cận khi thảo luận về các chính sách của ngân hàng trung ương giá nhà ở canada được dự báo là sẽ không thay đổi vào mùa thu này trong bối cảnh lãi suất cao một báo cáo mới về triển vọng thị trường nhà ở vào mùa thu của remax canada thị trường bất động sản canada được dự báo là sẽ yếu đi với giá nhà trung bình sẽ không thay đổi do thị trường nhà ở phải đối mặt với lãi suất cao và thiếu nhà để bán theo một cuộc khảo sát trực tuyến, báo cáo cho biết là 33% người Canada quan tâm đến việc mua nhà hoặc là bán nhà trong 12 tháng tới sẽ chờ xem những thay đổi về lãi suất diễn ra như thế nào trước khi mua hay là bán. Đi ngược lại xu hướng chung, Remax cho biết là có một số trường hợp ngoại lệ khiến cho giá nhà dự kiến sẽ gia tăng, bao gồm các thị trường lớn hơn như là khu vực đại đô thị Toronto, Calgary và Sudbury của tỉnh bang Ontario. Trong khi đó thì những thành phố nào sẽ có giá nhà giảm vào mùa thu năm 2023 này? Báo cáo triển vọng thị trường nhà ở vào mùa thu năm 2023 của Remax nêu rõ, mặc dù mức giá trung bình trên toàn Canada vẫn sẽ giữ nguyên, nhưng vẫn có những thay đổi đối với từng thị trường nhà ở và có một số thành phố có giá nhà đất được dự đoán là sẽ giảm đáng kể. Ở miền Tây Canada, nhiều thành phố dự kiến sẽ có giá nhà đất trung bình tăng trong những tháng tới. Nhưng ở Kelowna của tỉnh British Columbia thì giá nhà dự kiến sẽ giảm 3% vào mùa thu này. Giá nhà ở Vancouver, một trong những nơi đắt đỏ nhất Canada dự kiến là sẽ giảm 2%. Nơi bất động sản ở miền Tây Canada được dự kiến sẽ đắt hơn vào mùa thu này là ở thành phố Calgary sẽ tăng 4,5% và Edmonton thì tăng 2%. Theo Remax, ở Ontario, một số thị trường nhà ở có thể giảm đáng kể vào cuối năm nay. Giá nhà đất dự kiến sẽ giảm ở thành phố Hamilton, Ottawa và Windsor, giảm dự kiến là 2% và North Bay thì giảm 2,5%. Mức giảm giá lớn nhất được dự đoán là ở khu vực Kitchener-Waterloo mức 4%, Peterborough giảm 5% và Durham 5%. Theo dữ liệu từ Remax, giá nhà ở Peterborough đã giảm nhiều nhất vào năm 2023 với mức giảm đáng kinh ngạc là 16,8% từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 8 năm 2023. Sau đó tại Atlantic Canada, giá nhà được dự đoán sẽ giữ nguyên vào mùa thu này, với mức giảm được dự đoán là 1% đối với thị trường bất động sản Halifax. Hàng trăm phòng cấp cứu đóng cửa ở Canada. Một phụ nữ ở Toronto đã phải chờ 48 tiếng đồng hồ trong phòng cấp cứu thành phố do thiếu giường bệnh, cho thấy cuộc khủng hoảng mà các bác sĩ và y tá đang phải đối mặt trong các phòng cấp cứu quá đông đúc. Người phụ nữ cần phẫu thuật cắt túi mật khẩn cấp nhưng buộc phải chờ ở giường bệnh ở hành lang do số lượng bệnh nhân đến chăm sóc quá đông tình hình được mô tả là tuyệt vọng và nghiêm trọng với số lượng đến các phòng cấp cứu tăng liên tục kể từ khi đại dịch bắt đầu các bác sĩ và y tá đang phải đối mặt với tình trạng quá tải với một số bệnh nhân phải chờ hàng giờ hoặc thậm chí là nhiều ngày để được đưa vào khu vực chăm sóc bệnh nhân nội trú tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do thiếu giường bệnh và nhân viên y tế một nghiên cứu gần đây dựa trên dữ liệu từ tỉnh bang bc cho thấy các phòng cấp cứu đang phải vật lộn để đáp ứng nhu cầu và vấn đề này được mô tả là một đại dịch gây hại tiềm ẩn khiến bệnh nhân phải bị chậm trễ trong việc nhận được dịch vụ chăm sóc các giải pháp được đề xuất bao gồm tăng số giường bệnh giữ chân nhân viên bệnh viện có kinh nghiệm và thiết kế lại hệ thống bệnh viện kém hiệu quả việc hàng trăm phòng cấp cứu bị đóng cửa đặc biệt là ở khu vực nông thôn ngày càng trở thành mối lo ngại ở canada trong một vụ việc gần đây, ba thiếu niên là nạn nhân của một vụ đâm ba người đã phải đưa đến bệnh viện cách đó 20 km vì khoa cấp cứu địa phương đóng cửa sau 6 giờ chiều. Việc đóng cửa phòng cấp cứu ngày càng trở nên phổ biến vào năm 2023, với hơn 1.284 trường hợp được ghi nhận, chủ yếu ảnh hưởng đến cộng đồng nông thôn. Những lần đóng cửa này gây nguy hiểm cho sức khỏe của nhiều người Canada, đặc biệt là khi việc tiếp cận nhanh chóng dịch vụ chăm sóc khẩn cấp là rất quan trọng việc đóng cửa phòng cấp cứu là do nhiều yếu tố khác nhau bao gồm thiếu nhân viên y tế đặc biệt là y tá và sự kém hiệu quả trong hệ thống chăm sóc sức khỏe các chuyên gia tin rằng việc giải quyết vấn đề giữ chân nhân viên y tế hiện có cải thiện điều kiện làm việc và tăng cường cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe là rất quan trọng để giảm thiểu cuộc khủng hoảng này tuy nhiên cần có những thay đổi ngay lập tức để ngăn chặn sự gián đoạn hơn nữa trong các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp đặc biệt là ở các khu vực nông thôn Nghĩa Trang và nhà Hoàng Glen Oaks, hồn Việt, là thành viên của Arbor Memorial, một trong những công ty cung cấp nghĩa trang và dịch vụ tang lễ lớn đáng tin cậy nhất Canada. Glen Oaks với khu nghĩa trang hồn Việt, phục vụ riêng cho người Việt, tọa lạc gần Highway 403, 407 QW, thuận tiện cho sự thăm viếng, sẽ là nơi thu xếp diện hậu sự theo đúng tập tục tôn giáo của người Việt. Dịch vụ xa lửa Montreal, New York sắp hoạt động trở lại Tàu chở khách giữa Montreal và thành phố New York, tuyến đường thường chở hơn 100.000 hành khách mỗi năm, sẽ khởi động lại dịch vụ vào tuần tới. Tuy nhiên, gã khổng lồ đường sắt Mỹ cho biết, họ vẫn cần phải tính toán một số chi tiết vận hành trước khi khởi động lại theo kế hoạch vào ngày 11 tháng 9. Dịch vụ trên tuyến của công ty đường sắt quốc gia Canada đã tạm dừng vào cuối tháng 6 do sức nóng mùa hè gây ra những hạn chế tốc độ. Các trường học ở tỉnh bang Ontario ở khu vực thành thị và giàu có hơn được tiếp cận nhiều hơn với các hoạt động ngoại khóa. Báo cáo từ nhóm vận động People for Education cho thấy rằng mặc dù các hoạt động ngoại khóa phần lớn đã phục hồi sau khi bị tạm dừng trong đại dịch Covid-19, nhưng khả năng tiếp cận của những người ở khu vực nông thôn hoặc là thu nhập thấp vẫn bị tụt hậu. Báo cáo tiết lộ rằng các trường học ở khu vực thành thị và giàu có hơn có xu hướng cung cấp nhiều cơ hội ngoại khóa hơn, chẳng hạn như là các câu lạc bộ nghệ thuật và liên minh LGBTQ+, so với các trường học ở khu vực nông thôn hoặc là thu nhập thấp. Sự khác biệt được thể hiện rõ ràng nhất khi nhìn vào câu lạc bộ sinh thái, nơi 71% trường học ở khu vực thu nhập cao tổ chức so với 43% trường học ở khu vực thu nhập thấp. Hoạt động duy nhất được nhiều trường học ở khu vực thu nhập thấp báo cáo là chương trình bữa sáng hoặc là dinh dưỡng, bao gồm thẻ quà tặng bữa ăn, ở mức 96% so với 53% ở khu vực thu nhập cao. 80% trường thu nhập cao có câu lạc bộ nghệ thuật, trong khi chỉ có 66% trường ở khu vực có thu nhập thấp làm như vậy. Báo cáo cũng cho biết rằng việc gây quỹ ở mức thấp nhất trong 10 năm và năm học trước với nhiều hiệu trưởng bày tỏ sự nhạy cảm trước những khó khăn tài chính do đại dịch gây ra. Số tiền trung bình gây quỹ ở các trường có thu nhập cao vào năm ngoái cao hơn gần 3 lần so với các trường có thu nhập thấp. Báo cáo kêu gọi thay đổi chính sách và tài trợ để bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng các hoạt động ngoại khóa cho tất cả các học sinh. Nhiều phi công Canada đang tìm cách đến Hoa Kỳ để làm việc. Theo dữ liệu chưa được báo cáo trước đây của chính phủ Hoa Kỳ, Số phi công Canada muốn chuyển đến Hoa Kỳ đã tăng gấp 3 lần vào năm 2022, làm giấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng ở Canada khi các phi công tìm kiếm mức lương cao hơn. Theo dữ liệu của Cục Hàng không Liên bang FAA, khoảng 147 phi công Canada đã nộp đơn xin giấy phép lái máy bay thương mại ở Hoa Kỳ vào năm 2022, tăng từ con số 39 người vào năm 2021. Nhu cầu đi lại cao ở Mỹ, nơi các phi công đang được bảo đảm mức tăng lương lịch sử đang thu hút các phi công nước ngoài, bất chấp sự chậm trễ và chi phí nhập cư cao. Các chuyên gia trong ngành cho biết, tuy nhỏ nhưng sự gia tăng đơn đăng ký ở Hoa Kỳ là điều đáng lo ngại đối với các hãng hàng không khu vực của Canada, đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân sự khi mất phi công vào tay các hãng hàng không lớn hơn. Điều này cũng có thể gây áp lực lên Air Canada trong quá trình đàm phán với các phi công của hãng, những người sẽ hết hạn hợp đồng vào ngày 29 tháng 9. Ông Mark Taylor là chủ tịch công đoàn Unifor địa phương, đại diện cho các phi công tại công ty, cho biết tại Sunwing Airlines có ít nhất là 10% trong số khoảng 490 phi công đang đợp đơn xin làm việc tại Mỹ. Theo các phi công của Air Canada do Hiệp hội Phi công Hàng không ALPA đại diện, khoảng cách lương theo giờ giữa hãng hàng không Canada và United Airlines dự kiến sẽ tăng từ 3%, vào năm 2013 lên 92% vào năm 2024 đối với phi công có kinh nghiệm. John Gradek là giảng viên khoa quản lý hàng không tại Đại học McGill ở Montreal cho biết, hiệu ứng xếp tầng của việc các hãng hàng không lớn hơn, tuyển dụng phi công từ các hãng hàng không nhỏ hơn sẽ dẫn đến việc giảm tần suất và cắt giảm dịch vụ trên các tuyến trong khu vực. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Vận tải Hàng không Canada, ATAC, Đại diện cho các hãng hàng không Canada nhỏ hơn cho biết là các hãng hàng không đã cắt giảm tần suất do thiếu nhân sự. Ngày càng có nhiều công ty yêu cầu nhân viên quay trở lại văn phòng và nhiều nhân viên vẫn muốn ở nhà. Khi các công ty gọi nhân viên trở lại văn phòng, nhiều công nhân đang phản đối sự thay đổi này với lý do là họ thích làm việc từ xa để mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn. Một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới gần đây đã bắt đầu gọi nhân viên của họ quay trở lại văn phòng, như là Meta là công ty mẹ của Facebook và Instagram đã nói với các nhân viên vào tháng 6 này rằng họ dự kiến sẽ quay trở lại văn phòng 3 ngày một tuần bắt đầu từ thứ ba này, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Gã khổng lồ Amazon cũng đã yêu cầu tương tự. Hơn 20.000 công nhân của Amazon đã ký một bản kiến nghị kêu gọi công ty này hãy xem xét lại lệnh bắt buộc quay lại văn phòng vào đầu năm nay những nhân viên đã trải nghiệm được những lợi ích của làm việc từ xa trong thời kỳ đại dịch không muốn từ bỏ nó một số thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm công việc mới mà mang lại sự linh hoạt hơn trong việc sắp xếp công việc từ xa trong khi các công ty lập luận rằng việc quay trở lại văn phòng sẽ cải thiện khả năng giao tiếp năng suất và văn hóa công ty thì các nhân viên lại phản đối khẳng định mong muốn duy trì các lựa chọn làm việc từ xa cách tiếp cận chung cho tất cả mọi người trong việc ấn định ngày hoặc là giờ cụ thể ở văn phòng được các chuyên gia coi là một sự sai lầm vì nó không tính đến sở thích và nhu cầu cá nhân thị trường lao động chặt chẽ cho phép nhân viên tìm kiếm cơ hội việc làm mới phù hợp với sở thích làm việc từ xa của họ thậm chí là ngoài khu vực địa phương của họ việc chuyển sang làm việc từ xa đã thay đổi văn hóa văn phòng truyền thống và nhân viên đang tìm kiếm sự linh hoạt hơn trong việc sắp xếp công việc của mình các quyền lợi của người lao động khi mùa cảm lạnh và cúng sắp đến như thế nào khi mùa hè sắp kết thúc, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra ba dịch bệnh cùng một lúc bao gồm COVID-19, bệnh cúm và các bệnh khác. Trong bối cảnh này thì nhân viên làm việc trong môi trường văn phòng có thể thắc mắc phải làm gì nếu họ thấy mình đang làm việc cùng với một người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 hoặc là bị bệnh khác. Nhiều chính sách khác nhau đã được triển khai trong đại dịch COVID-19 để hạn chế sự lây lan của bệnh tật bao gồm các yêu cầu cách ly, luật nghỉ ốm và sắp xếp làm việc tại nhà. Các chính sách này đã phát triển theo thời gian và tính khả dụng của chúng thay đổi tùy theo tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada. Ví dụ, nhân viên liên bang, nhân viên do liên bang quy định được hưởng 10 ngày nghỉ ốm có lương có hiệu lực từ tháng 12 năm 2022. Ở tỉnh bang British Columbia thì những ngày nghỉ ốm được trả lương cố định đã được áp dụng ở tỉnh bang BC, cho phép nhân viên được hưởng 5 ngày được trả lương. Ở tỉnh Quebec, người lao động ở Quebec được hưởng 2 ngày nghỉ ốm, mặc dù điều này đã xảy ra trước đại dịch. Ở tỉnh bang Ontario thì tạm thời cung cấp 3 ngày nghỉ ốm được trả lương trong thời gian xảy ra đại dịch, nhưng đã kết thúc chương trình này vào tháng 3 năm 2023. Nếu các nhân viên lo ngại về việc làm việc cùng với người bị bệnh hoặc là có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 thì bước đầu tiên là hãy liên lạc với người chủ sử dụng lao động hoặc là ban quản lý của họ ví dụ ở tỉnh bang ontario bộ lao động mong muốn người lao động và người sử dụng lao động cố gắng giải quyết những vấn đề đó thông qua thảo luận và tìm ra giải pháp thiết thực nếu không thể đạt được giải pháp thanh tra chính phủ có thể tham gia vai trò của thanh tra viên là bảo đảm rằng người sử dụng lao động tuân theo các hướng dẫn của tỉnh bang nếu các yêu cầu cách ly có hiệu lực thanh tra viên có thể yêu cầu người sử dụng lao động cho nhân viên bị bệnh đi về nhà các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và những người ủng hộ cho rằng những ngày nghỉ ốm được trả lương là rất quan trọng để ngăn nhân viên cảm thấy bị buộc phải làm việc khi bị ốm do lo ngại mất việc làm hoặc là mất thu nhập. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người không có ngày nghỉ ốm được trả lương có nhiều khả năng là mắc bệnh truyền nhiễm khi đi làm. Những người ủng hộ cũng nhấn mạnh rằng việc cung cấp những ngày nghỉ ốm có lương sẽ không phải là gánh nặng tài chính đáng kể đối với người sử dụng lao động tỉnh bang Ontario sẽ ra soát tất cả các địa điểm hoán đổi đất đai Greenbelt. Thủ hiến Doug Ford đã công bố sẽ xem xét lại tất cả các giao dịch hoán đổi đất ở Greenbelt sau khi có báo cáo gây gắt từ hai cơ quan giám sát cấp tỉnh dẫn đến việc Bộ trưởng nhà ở là ông Steve Clark từ chức vào một cuộc xáo trộn nội các kéo dài vội vàng vào cuối tuần một người hỗ trợ phi đảng phái sẽ xem xét 15 địa điểm ban đầu được tỉnh bang lựa chọn để loại bỏ khỏi vành đai xanh, tức là greenbelt, được bảo vệ, để nhường chỗ cho việc phát triển nhà ở. Bộ trưởng nhà ở mới là Paul Calandra được giao nhiệm vụ xem xét tất cả các đơn đăng ký greenbelt. Ông Ford đã đưa ra thông báo vào sáng thứ ba hôm nay, một ngày sau khi ông Clark từ chức trong bối cảnh vụ bê bối ngày càng leo thang. Ông Ford cho biết là chính phủ của ông sẽ tham khảo ý kiến của các thành phố trực thuộc Trung ương và các nhà lãnh đạo bản địa như một phần của quá trình đánh giá. Ông không loại trừ khả năng là các phần khác của Greenbelt có thể được mở để phát triển, tùy thuộc vào kết quả của cuộc xem xét, khiến cho lãnh đạo NDP Merit Stiles khó chịu. Bất chấp những câu hỏi gây gắt từ các phóng viên, ông Ford vẫn kiên định rằng những nỗ lực về nhà ở của chính phủ của ông là chính đáng. Lãnh đạo NDP Stiles và lãnh đạo lâm thời của Đảng Tự do, ông John Fraser đều nhấn mạnh rằng, cách duy nhất mà ông Ford có thể chuộc lỗi cho những vấn đề ở Greenbelt là trả lại toàn bộ đất đai. Sau đây chúng ta đọc bản ghi nhớ bí mật cho Thủ tướng Trudeau về vật thể không xác định bị bắn hạ ở Yukon. Chính phủ Canada đã cung cấp một bản ghi nhớ mật cho Thủ tướng Justin Trudeau vào tháng 2 liên quan đến hiện tượng trên không không xác định gọi tắt là UAP. Làm sáng tỏ cách mà Canada phản ứng với một vật thể không xác định bị bắn hạ trên lãnh thổ Yukon vào ngày 11 tháng 2. Theo bản ghi nhớ, vật thể Yukon là UAP thứ 23 được theo dõi trên khắp Bắc Mỹ trong vài tuần đầu năm 2023. Bản ghi nhớ cho biết, chức năng, phương pháp đẩy hoặc là liên kết của vật thể thứ 23 này với bất kỳ quốc gia nào vẫn chưa được xác minh. Trong cùng tháng đó, ba vật thể không xác định khác đã bị máy bay chiến đấu bắn hạ trên bầu trời Bắc Mỹ. Bản ghi nhớ được phân loại là bí mật và được phân phối có giới hạn, được truyền đi vào ngày 14 tháng 2 và được ký bởi Janice Charet, là người từng là thư ký của hội đồng cơ mật vào thời điểm đó. Tài liệu này đã được biên tập lại rất nhiều theo mục 15 và 69 của đạo luật tiếp cận thông tin của Canada, liên quan đến an ninh quốc gia và bảo mật nội các. Cơ sở dữ liệu về các vấn đề liên quan đến hàng không liên bang cho thấy, các báo cáo trong nhiều thập kỷ về ánh sáng và vật thể bất thường trong không phận Canada đã được cảnh sát, binh lính, nhân viên kiểm soát không lưu và phi công trên các chuyến bay y tế, quân sự, hàng hóa và các chuyến bay hành khách do các hãng hàng không như là WestJet, Air Canada Express, Porter Airlines, Delta và nhiều hơn nữa khai thác Bộ Giao thông Vận tải Canada là cơ quan vận hành cơ sở dữ liệu cũng thường không theo dõi các báo cáo này. Vào tháng 3, CTV News tiết lộ rằng, nhà khoa học hàng đầu của chính phủ liên bang đã khởi động nghiên cứu những chiếc UAP chính thức đầu tiên của Canada trong gần 3 thập kỷ, được biết đến với tên gọi là dự án Sky Canada, nỗ lực của văn phòng cố vấn trưởng khoa học Canada nhằm để tìm hiểu cách các báo cáo về UAP được quản lý ở Canada như thế nào và đề xuất các cải tiến. Trang web mới của dự án Sky Canada hứa hẹn là sẽ có báo cáo công khai cuối cùng vào năm 2024. Mùa hái táo, tức là những trái apples ở tỉnh bang Ontario đã bắt đầu và nhiều vườn cây gần Toronto đã mở cửa. Sau đây là một số vườn cây ăn quả mà bạn có thể tham quan. Trang trại Luna ở Stony Creek cung cấp táo McIntosh và Gala và sắp ra mắt loại cho cô Không có phí vào cửa, bạn trả tiền cho những gì bạn hái. Vườn cây ăn trái Carley Law ở Brampton có hơn 20 giống táo và cung cấp nhiều hoạt động, bao gồm quán cà phê, rượu táo tươi và trang trại động vật. Táo Prima, Galvanstein, Macintosh và Ginger Gold hiện có sẵn. Trang trại giải trí của Chetley ở Milton cần phải mua vé trước và có sẵn táo Sunrise và Silken để hái cùng nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm những con đường mòn tự nhiên, nhạc sống và cưỡi xe ngựa. Trang trại Applewood ở Stouffville. Ở đây có táo chuyên cho cô. Trang trại do gia đình sở hữu này có khu vui chơi dành cho trẻ em, xe kéo, trang trại động vật. Vé vào cửa là 10 đô la mỗi một người từ 3 tuổi trở lên và táo được tính theo mỗi túi. Tháng 9 là mùa cao điểm để hái táo ở tỉnh bang Ontario và những vườn cây ăn trái này mang đến cơ hội tuyệt vời để tận hưởng hoạt động mùa thu, Hãy nhớ kiểm tra trang web hoặc là phương tiện truyền thông xã hội của từng vườn cây ăn trái để biết thông tin cập nhật về tình hình sẵn có của táo và mọi hạn chế liên quan đến COVID-19. VRL đang có đợt giảm giá lớn trên khắp Canada VRL đang có chương trình giảm giá chớp nhoáng đối với vé tàu trên khắp Canada từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 7 tháng 9 năm 2023. Bạn có thể được giảm giá 25% vé cho những ngày đi từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 14 tháng 12 năm 2023 để tận dụng ưu đãi, hãy sử dụng mã FLASH25 và đặt vé tàu của bạn trước 23 giờ 59 giờ Eastern vào ngày 7 tháng 9 năm 2023. Số lượng chỗ ngồi có hạn nên hãy đặt vé sớm. Đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá Canada bằng tàu hỏa và tận hưởng khung cảnh mùa thu tuyệt đẹp. Đừng bỏ lỡ được giảm giá này nhé. Sau đây là cập nhật nhanh về tỷ giá hối đoái. Thưa quý vị, vào cuối ngày giao dịch hôm nay thì 1 đô la Canada đã giảm xuống mức 0,7338 đô la Mỹ và bằng 0,6842 đồng euro. 1 đô la Canada đổi được khoảng 17.579 đồng Việt Nam, 1 đô la Mỹ đổi được 23.991 đồng Việt Nam. Giá vàng cũng giảm xuống mức 1.925,88 đô la Mỹ một ounce, tương đương 2.628 đô la Canada vừa rồi là những tin tức canada đáng chú ý trong ngày sẽ cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và bây giờ chúng tôi kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin thế giới đáng chú ý trong ngày cùng với hoàng anh